Đây là chuột lang khổng lồ với tên khoa học là Nuchia, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và dần lan rộng đến Hoa Kỳ. Trông chúng giống như con hải lý dễ thương, nhưng hành động của chúng thì không hề như vậy. Loài gặm nhấm khổng lồ này trở thành chuyên gia phá hủy môi trường sống bằng sự thèm ăn vô tận. Chúng ăn tất cả mọi thứ từ thủy sinh tới thực vật trên cạn. Điều đáng lo ngại là con cái có thể đẻ hơn chục con mỗi lứa và chúng sẵn sàng sinh sản trở lại vài ngày sau đó. Chu kỳ này được chứng minh là gần như không dừng lại. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì toàn bộ hệ sinh thái mà chuột lang khổng lồ đặt chân đến sẽ bị phá hủy hoàn toàn.